Con sáng năm nay 20 tuổi, có con cúc thì 22 tuổi, lớn rồi tự lách háng đi kiếm tiền tiêu đi, đừng ăn bám cái thân già này nữa. Ủa sao lạ vậy ta? Bà có tính lộn không bà Vân Anh? Con sáng để tháng 5 năm 2021 mà, bây giờ mới có hơn một tuổi rưỡi, làm sao mà 20 tuổi được? À, đấy là tôi đang tính tuổi mèo so với tuổi người. Ai mà muốn biết là mèo nhà mọi người năm nay bao nhiêu tuổi so với tuổi người thì mọi người nhớ coi hết cái clip này nha. Đầu tiên thì đây là cái bảng tính tuổi mèo theo tuổi của người. Mọi người muốn coi kỹ thì mọi người bấm tạm dừng để xem nha. Tiếp theo thì đây là cái phần mà chắc mọi người chờ đợi nhất ha. Tất cả những con mèo nhà mình tính theo tuổi người thì năm nay bao nhiêu tuổi? Đầu tiên là con sáng nhá. Như mình đã nói ở đầu clip thì con sáng năm nay 20 tuổi. Sáng sinh ngày 13 tháng 5 năm 2021. Nếu mà tính theo tuổi mèo thì sáng nhà mình đã được 1 năm 7 tháng. Còn tính theo tuổi người thì sáng nhà mình sắp xỉ 19 20 tuổi. Nếu mà là người thì chắc sáng nhà mình đang học đại học nhờ. Với tính cách của con sáng thì chắc chắn nó sẽ là một học sinh khép kín tự kỷ, một mỹ nam lạnh lùng bí ẩn, thích ăn thịt gà và bám váy bám À. Thôi chả có cái Mỹ Nam lạnh lùng bí ẩn nào mà lại có cái quả một ruồi trâu đâu Khó quá bỏ qua nha mọi người Tiếp theo là con cúc lợn thành viên nhỏ tuổi thứ hai trong nhà mình Lúc mà mình mua nó về á Thì bạn chủ cũ không có nói rõ là nó sinh ngày bao nhiêu Bạn ấy chỉ nói là cúc sinh vào tháng 12 năm 2020 Nếu mà tính như vậy á Thì cúc cũng sắp được 2 tuổi rồi 2 tuổi thì so với tuổi người là bao nhiêu tuổi ta 22 tuổi, tinh tinh 22 tuổi thì chắc đang là sinh viên năm cuối rồi Ủa, mà nếu Cúc học đại học Thì Cúc học đại học gì ta? Chắc là cái đại học gì đấy nó liên quan tới ăn uống Ví dụ như là công nghệ thực phẩm Hay là học đầu bếp gì đấy Đây là Cúc mỗi khi cắp sách tới trường Vì chân quá ngắn, lại còn quá béo Nên là khi mà tới lớp Thì các bạn đã học xong hết rồi Học như thế này thì ở lại lớp hoài Cúc ơi Đã thế lại còn bị bạn bè trêu chọc này kia Cúc buồn, mà Cúc buồn thì Cúc làm gì? Thì lại ăn, ăn xong thì lại béo Mà béo thì lại đi chậm Cứ một vòng luẩn quẩn Thế là Cúc không bao giờ ra trường được Tiếp theo là thành viên nhỏ tuổi thứ ba trong nhà mình Đó chính là con cún Con cún nhà mình thì sinh ngày 21 tháng 4 năm 2020 Có nghĩa là bây giờ con cún nó đã được 2 năm 8 tháng Mà ở cái tuổi này quy ra tuổi người tương đương với 24 tuổi Con gái con lứa 24 tuổi mà nằm banh háng ở đây Không giúp được mẹ một cái gì hết Đến đi ẻ mà mẹ còn hốt Thì làm được cái tích sự gì cho đời Ờ mà nhớ hồi 24 tuổi tôi làm gì ta? Ờ tôi thất nghiệp. Ừ à, thôi à, nằm chơi đi con. À trước cánh cửa này khép lại thì à, cánh cửa kia nó cũng khép, nó mở ra. À 24 tuổi thì à, cũng còn trẻ lắm, à, từ từ mình à, xây dựng tương lai cuộc sống cũng được. Ờ à, à, thôi bây giờ à, chúng ta đến với đứa mà lớn tuổi hơn trong nhà tôi xem là nó xây dựng được cái quần què gì rồi nha. Má trời coi cái mặt nó kìa. À, cái mặt này chắc là cũng làm được nhiều chuyện đại sự rồi đó ha. Coi cái mặt là nó uy tín vậy mà thì con cô nhà tôi á là tôi đi xin về Nên là cái người chủ cũ của nó nói là nó sinh vào tháng 2 năm 2020 nha Tức là tính đến thời điểm bây giờ nó cũng gần được 3 tuổi mèo rồi ha Còn so với tuổi người thì nó được 26 tuổi rồi ha Anh cô, anh nói cho mẹ xem là 26 tuổi anh làm được cái trò chống gì trên cuộc đời này rồi Trời xuất sắc cô mấy bà ơi Nó tự tin nó nói với tôi á là con hơn chồng mẹ rồi Tính đến cái thời điểm này là con có hai người vợ chính thức Đó là em cún và em cám Ờ à, Cộng thêm là rất là nhiều lần tình một đêm với các em mèo quanh xóm và quan trọng á là con hơn chồng mẹ ở một cái điểm là con có tới 10 người con rồi. Chồng mẹ có làm được không? Trời má rồi nó nói đúng quá rồi, tôi đâu có nói được lời gì nữa đâu, tôi cứng họng luôn á. Rồi rồi rồi, anh là nhất, anh là nhất. Đúng là khoai to không lo chết đói mà. Và cuối cùng là con mụ cám, con mụ già nhất trong nhà mình, khó tính, khó ưa, đanh đá. Vậy mà kiếm được một củ khoai hơi bị ngon Rồi cùng củ khoai đó để ra rất là nhiều đứa con xinh đẹp đáng yêu Rồi lại còn có một đứa làm hot top top nữa chứ Coi như là chị cám cho anh cu làm phi công bao nhiêu năm nay cũng không uổng ha Có một điều rất là đặc biệt như này Con cám nhà mình cùng ngày sinh với con cún là ngày 21 tháng 4 Nhưng mà nó lại sinh trước con cún một năm Có nghĩa là bây giờ nó đã gần 4 tuổi rồi nha mọi người Tính ra là chị cám năm nay U30 rồi Còn nhiều tuổi hơn em Vân Anh nữa Từ nay tôi sẽ gọi con cám là chị nha mấy bà rồi mọi người coi này, nó ý nó là cái đứa già nhất trong cái nhà này Nên là muốn làm trời làm đất gì thì làm, phá banh cái nhà tôi luôn Rồi coi cái người già nhất trong cái nhà này nằm cái kiểu đau lưng mỏi gối tê tay này Thầy ghét